không khỏi lo lắng cho an toàn của đội ngũ nhân viên y tế. Lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp xuống bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 cho các y bác sĩ. Cụ thể, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, cán bộ y tế nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn nhưng đã xảy ra. Vì đã có trường hợp lây nhiễm chéo nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cần rà soát lại toàn bộ các quy trình theo đúng quy định của Bộ Y tế, kiểm tra việc thực hiện của các khoa phòng, thậm chí có biện pháp kỷ luật với nơi nào làm không đúng. Bởi vì đã có trường hợp lây nhiễm chéo rồi, cái này cũng là không ai mong muốn. Nhưng mà ngay từ cái việc mà hướng dẫn xây dựng khu cách ly, đấy, rồi kiểm tra cái việc đó như thế nào là có hết. Thế rồi hướng dẫn sử dụng phương hộ phòng hộ cá nhân, đúng việc mặc áo như thế nào, sử dụng như thế nào, hơi nào dùng cái gì là đã có. Nhưng mà để kiểm tra các quan xem có thực hiện đúng không. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự thông cảm khi các y bác sĩ đã phải tham gia cuộc chiến chống COVID-19 kéo dài hơn 2 tháng qua. Cường độ làm việc cao, kéo dài thì chắc chắn sẽ có lúc sơ hở trong vấn đề bảo hộ. Do đó, Thứ trưởng đề nghị bệnh viện cần nghiên cứu lại, tổ chức nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về nhiễm khuẩn. Phải nói là sau cái sự tai nạn nghề nghiệp của bác sĩ ở tại khoa cấp cứu thì tôi đến quê được các anh cũng ngồi và rất hiểu, chúng ta hoàn toàn thông cảm trước một cái cuộc chiến mà đã kéo dài hơn 2 tháng trong quân trong khoa, chỉ có đi thay đồ vô điều trị người bệnh ngày nào cũng như ngày đấy, chắc chắn là cái sơ hở trong công tác bảo hộ tôi nghĩ là không thể là không có được, mà chúng ta chán cách này bằng cách nào. Tôi đề nghị là bệnh viện nghiên cứu và những cái đề xuất của luật sư Khuê, trong đó có việc là tổ chức các nhân viên trong nhiễm khuẩn bây giờ không ngồi ở trên phòng chống nhiễm khuẩn nữa, mà đề nghị cử nhân viên trực tiếp xuống ngồi ở đó theo dõi, và đặc biệt là các nhân viên y tế khi mà làm các thủ thuật trên người bệnh và các thủ thuật can thiệp mà gần đường thở của người bệnh như là catheter này hay đặt đường khí quản này, là đề nghị phải có cái sự double check về cái chế độ bảo hộ anh em Khuê để cho chúng ta hoàn toàn đảm bảo yên tâm đối với cả lực lượng nhân viên y tế trong cái thời điểm rất mệt mỏi như vậy. Liên quan đến vấn đề điều trị, hiện cả nước có 15 cơ sở y tế đang tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhiều nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với 46 bệnh nhân, trong đó có 3 ca bệnh nặng. Đại diện Bộ Y tế khẳng định, ngành y tế sẽ ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tập trung cứu chữa các bệnh nhân nặng.